Thưa quý vị, sau thời gian ngần ngại tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường, hiện nay với nhận thức đúng hơn về mũi vaccine tăng cường này, cộng với lo ngại trước biến thể mới của virus SARS-CoV-2, nhiều người dân thị xã Phú Mỹ đã tích cực đi tiêm vaccine. Những ngày qua, tại trạm y tế phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ có rất đông người dân đến tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4. Trung bình mỗi ngày, trạm tiêm cho trên dưới 200 người, tăng gấp 5-6 lần so với những tháng trước đó. Mình tiêm thêm phòng ngừa gần hơn không có. Giờ virus nó càng ngày càng biến thể phức tạp hơn, giờ mình càng tiêm mình càng bổ sung thêm thôi. Mấy đợt trước là lên kế hoạch trích vaccine nhưng mà người dân trích rất là ít, tiến độ rất là ít, cho nên vaccine phải trả về tỉnh. 2 tháng trở lại đây là cái tiến độ trích vaccine người dân nhận thức ra trích mình phải đạt được cái yêu cầu trích. Trong đợt phân bổ vaccine phòng COVID-19 mũi tăng cường, phường Phú Mỹ được phân bổ 600 liều vaccine để tiêm các mũi 3 và 4. Theo kế hoạch, trạm y tế phường Phú Mỹ tiêm vaccine tăng cường từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 7. Thế nhưng, với tiến độ hiện nay, chỉ trong 2 ngày, trạm đã tiêm xong số lượng vaccine được phân bổ. Tại trạm y tế phường Mỹ Xuân, người dân cũng tập trung rất đông để được tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi tăng cường. Mình nghĩ tiêm mũi tiếp theo thì nó sẽ phù hợp chung với cái khuyến cáo của Bộ Y tế cũng như là cái Tổ chức Y tế Thế giới. Và mình đã từng bị Covid rồi thì mình nghĩ là tiêm phòng rồi thì nếu như mà có rủi ro bị lại thì cái triệu chứng nó nhẹ và nhanh hết hơn và nó cũng an toàn cho mình và an toàn cho xã hội. Theo đúng số lượng đăng ký, trung bình mỗi ngày Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ phân bổ cho trạm y tế phường Mỹ Xuân từ 250 đến 300 liều vaccine. Thế nhưng số lượng người dân đến tiêm luôn vượt quá số lượng đăng ký tiêm. Nhiều trường hợp người dân đến tiêm nhưng đã hết thuốc và được hẹn quay lại vào ngày khác. Ngày trước thì mình cũng xuống từng khu phố để vận động người ta tới tiêm. Từng đội mình xuống từng khu phố nhưng mà người ta không có ra tiêm. Đợt này chỉ có khoảng tầm 2 tuần đổ lại đây thì người dân ra đi tiêm rất là đông. Cái thuốc mà đã hết rồi nhưng mà người dân vẫn còn ra thì mình sẽ đề xuất tiếp tục để đưa vaccine về để cho đủ cho người dân. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ, đến thời điểm này, toàn thị xã đã có hơn 76% trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, hơn 12% công dân từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 4, cũng là địa phương có tỷ lệ người dân tiêm mũi 4 cao nhất của tỉnh. Hiện công tác tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi tăng cường đang được các trạm y tế của thị xã thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo tất cả người dân đến được tiêm mũi vaccine tăng cường.